Răng đen thì chắc ít vô khao thôi, sữa đen nữa. Nó có ổn ra đi. Ổn ra đi. Đây đây đi. À. Đây nhanh ké mình kiếm đen ra. À. Cái sau này khai thể cô. Hả? 25.000 á. Đây khai đi. Lạc lắm này cô. Nhà đẹp. Hả? Nhưng mà là nhà đẹp mà đặc quá thì thế bao tiền chú ơi? Cái này bao tiền? Của cháu bao tiền? Cái to hay nhỉ? Cân bao tiền à? 10.000 một cân mà. Hãy subscribe.
đủ 8 cân đi. Em lấy đủ 10 cân đi. 10 cân là bao tiền? 100. 100, 10 cân là 100, cân 10.000 à. Rồi lấy 10 cân nhé. Cây là đun nước uống mà bác hả? Cây chè ngạnh nhỉ? Ừ, đúng rồi, cây chè ngạnh nhỉ? Nhưng mà phải chắc là không phải cây đỏ đâu chú nhỉ? Dạ, nhựa đỏ nó chắc chưa phải cây đỏ đâu nhỉ? Không phải cây đỏ đâu. Không phải cây đỏ đâu. Nhựa nó thế này thôi nhỉ? Cây đỏ chắc là cả gỗ đỏ hết phải không? Cây đỏ là cả gỗ đỏ hết. Ừ. Bây giờ tìm không có ơi cái chỗ kia. Bây giờ hiếm rồi nhỉ? Điều lấy. Chuối của cháu 100.000 đấy. Hát phồng con này. Không có bình vôi đâu, cái bình vôi của cái này. Con này hát phồng. Đào đi đào đi. Sau một thời gian tìm kiếm, tôi đã mua được một bao tải cây cốt. Bây giờ đi tìm mua tiếp xem có cây đối trọng đỏ. Vừa rồi mua là đối trọng trắng thôi, chứ phải cây đỏ đâu, đi tìm xem có cây đỏ. Cây trắng hay cây đỏ cô? Cây đỏ, làm gì mà cây trắng? Cây đỏ, gỗ phải đỏ chứ. Thế này mà chưa đỏ á? Cứ vào sờ vào xem cái nhựa nó dính như thế nào, nó mới biết này. Cân bao tiền? Không bán cân bao tiền không này. Thu bao tiền cô? Không 10 thì nhìn bao nhiêu lắm. Thế à? Ừ, để cháu đi một vòng đây này. Này, phải đi.
anh quay ra mà cái vlog em ạ. Đông quá xe máy rất không vào được. Đấy mà nhiều cây lá thưa thỏ. Đông quá xe không vào được. Cái trong cái bao tải kia là lá chua để gội đầu các bạn nha. Xưa chưa có dầu gội đầu thì dùng lá này gội đầu pha với bồ kết. Tóc rất là thơm mà. Tôi sẽ đi vào trong nhà xem mà có gì không. Đây người ta bán cả cúc tần, cây nhân trần. Còn chim nhỉ? À, cái này là con chim đâu. Ở đây là con càng sông. Còn chim nhỉ? Ta đấy, này, này, ta lấy đấy. À, có những tiền. Quá, nói ông ý thôi. Ở cái này có hương tiếc hả? Hương tiếc không? Không có về đây. Có kiểu không mình có. Có, Chính, còn chính ăn, với lại con cha đấy.
đây là chuối rừng các bạn. Mì cô đen này cô. Rang pinh đen à? Rang pinh đen là mình bịt nữa này. Ta y à, ta y mày đen à? À. Bây giờ cái này chỉ có nhựa đỏ đâu hả? Cái gỗ đỏ mới phải cái đỏ. Ừ, mấy mì nhân có rồi. Cái gì vậy cô? Có chúng gió, dây gió. Dây gió á? Cô chín dục á? Phải cây chín dục không? Hả? Phải cây chín dục không? Phải bảo người thì gọi cây này, người thì gọi cây này á. Nhưng cây nó... này là chứa chúng gió. Nhưng nó đắng lắm hả? Đắng, phải rồi. Lấy về ngâm rượu à? Ờ, lấy về ngâm rượu. Bỏ bao tiền cô? Lúc nay bán 10.000. Bây giờ 5.000. Lấy hết không? Cháu lấy ít thôi. Lấy... cháu lấy 10.000. 6.000. Lấy cháu... một bó về ngâm thử đó, ở bên đây làm ngoài đây quá. Cô này cô làm, cô này cô dây gió này, trứng gió này, ao mấy bó cho lấy một bó về ngâm thử đây cô. Bó là cái gì đây chị ơi? Cho xin cái túi với. Không có. Không có. Cây này cây pin mạ phải không chú? Cây này là trẻ con bị nhiệt miệng là lấy về ngậm 15 phút là mềm ngay, để mà lông móng cũng được. Cái tầm bom rất là nhiều, tầm bom này các bạn này. Các bạn thấy tôi mua được nhiều thuốc chưa, một bao tải đầy nhá. Sau một thời gian đi lùng mua, tôi đã mua được một bao tải thuốc